Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta học Kinh Thánh nhé. Lần trước chúng ta học mấy ngày vừa rồi học phụng vụ. Hôm nay chúng ta học Kinh Thánh chứ kẻo. Kinh Thánh là nền tảng. Chúng ta nắm được Kinh Thánh, chúng ta hiểu được Kinh Thánh thì chúng ta đi dự lễ, chúng ta nghe tin mừng, chúng ta nghe đọc phúc âm hay nghe đọc các bài sách thánh. Ở ngay cả trong cái đời sống giáo hội chúng ta cũng hiểu được nhiều rõ hơn. Thế thì chúng ta đang nói đến một trong những khuôn mặt lớn của Kinh Thánh là vua David. Vua David một khuôn mặt rất lớn. Và có thể nói người Do Thái trong mọi thế hệ cho đến ngày nay, họ luôn luôn coi vua David như là biểu tượng của họ. Và chúng ta biết là cái lá cờ của người Do Thái hiện nay gọi là cờ vua David, tôi cắt nghĩa rồi đó. Do đó, người David, người ta coi như biểu tượng. Và nếu mà trường hợp nói đến cái thể niềm tự hào của dân tộc, thì họ phải luôn luôn nói đến vua David. Có thể nói là chính vua David là người đã có cái công thiết lập một cái định chế và cái tổ chức cho đất nước, cho quốc gia mà họ có thể nó trở thành là một cái dân tộc độc đáo riêng biệt. Thế thì vua David chúng ta cũng đã học vua David cũng nhiều ngày rồi. Ta thấy vua David là một con người, thứ nhất chúng ta ôn lại một tí để chúng ta hôm nay chúng ta sẽ sang vua Salomon và chúng ta sẽ nói đến đất nước Do Thái bị phân chia, gọi là phân chia Bắc Nam, rồi sau đến cái sự sụp đổ của thành của thủ đô Jerusalem như thế nào. Chúng ta thấy đến thời Chúa Giêsu thì là phải nói là cái đất nước Do Thái là nó tan nát lên như thế nào nhá. Trước hết chúng ta lưu ý là các vua đối với người Do Thái nó rất là khác biệt đối với cái vua chúa trần thế này. Là người Do Thái luôn luôn nghĩ rằng là vua thật của mình đó là Chúa, Chúa là vua. Bởi vì để họ là một cái dân riêng thì là chính Chúa chọn họ thành là cái dân riêng. Và nếu Chúa chọn họ là dân riêng thì Chúa là người hướng dẫn họ, không cần phải vua nhân chân thế nào. Nhưng mà khi họ vào trong một đất nước thì họ thấy rằng là họ cần phải có một ông vua hữu hình để mà lãnh đạo họ, hướng dẫn họ. Họ xin Samuel một vị vua. Và chính Samuel là người chọn cái vua đầu tiên của người Do Thái là vua Sao Lê nhá. Vậy chúng ta nhớ trong lịch sử của đất nước Do Thái, vua Sao Lê là vua đầu tiên được tuyển chọn để làm vua hữu hình cho người Do Thái. Nhưng mà thực chất vua Sao Lê không phải là biểu tượng của người Do Thái, mà các ông vua thứ hai là vua David mới là người biểu tượng, là coi là khuôn mặt của đất nước Do Thái. Vậy chúng ta lưu ý này, vua Sao Lê là ông vua đầu tiên, và chính Samuel là người đã sức dầu cho Sao Lê để chọn làm vua của người Do Thái. Nhưng mà Sao Lê thực ra là ông vua như vậy, nhưng Sao Lê lại không làm đẹp lòng Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã loại bỏ Sao Lê để tuyển chọn David. Và David là con của ai? David là con của Jesse. Con vua David là vua của ông tên là Jesse. Mà thực ra là Jesse không có cái gọi là cái danh tiếng gì cả. Thiên Chúa tuyển chọn là Thiên Chúa chọn ai thì Ngài chọn. Thế Ngài mới chọn, Ngài mới bảo rằng là tiên tri đến nhà Jesse. Thì Jesse có một loạt những người con, những vạn vỡ nọ kia, tướng mạo oai phong. Nhưng mà Jesse thì nhà tiên tri nói là không, Chúa không chọn người nào cả. Với cuối cùng là có một đứa thằng con trai út, nó đang đi chăn chiên, người nó nhỏ bé là David. Thế cuối cùng mà bố là Jesse gọi David về, thì tiên tri mới nói đây thằng bé này là Chúa chọn. Nhưng mà khi nó chưa là vua, chọn thôi, chọn nó để mà nó sẽ lãnh đạo dân Chúa. Thế rồi từ đó trở đi là Chúa chúc lành cho David, rồi David tham dự vào trong cái chuyện gọi là ổn định đất nước của Do Thái dưới sự lãnh đạo của Sao Lê. Nhưng mà sau đó rồi khi mà David nhiều lần làm ơn cho Sao Lê thì cuối cùng Sao Lê phản bội. Cuối cùng nữa thì Sao Lê chết, thì dân chúng tôn David lên làm vua. Khuôn mặt của vua David có 5 điểm sau đây. Tôi ôn lại nhau, có 5 điểm sau đây. Khuôn mặt của vua David có 5 điểm sau đây. Và có 5 điểm, 5 điểm lớn đó. Và người Do Thái luôn luôn quy chiếu về 5 điểm lớn này. Trước hết, David là một con người có thể nói là
tầm thường. Nhưng Thiên Chúa lại chọn con người tầm thường để làm những việc vĩ đại. Bằng chứng là cái câu chuyện David chiến thắng Goliath. David không có gươm, có giáo, không có chuyện gì cả, chỉ có một cái ná thôi, ná bắn chim thôi. Nhưng mà Chúa lại dùng một cái con người rất tầm thường như vậy để hạ gục Goliath, là con người khổng lồ, trên người được trang bị đầy đủ võ khí. Như vậy trước hết khuôn mặt của David là những con người yếu hèn. Thiên Chúa dùng con người yếu hèn để làm những việc vĩ đại. Và cái chuyện này là hình ảnh đi báo trước chính Đức Mẹ. Đức Mẹ là con người yếu hèn. Thiên Chúa muôn đời sẽ khen tôi chúc phúc vì đấng toàn năng đã làm cho những tôi những sự trọng đại. Và vì thế chúng ta lưu ý này này, Thiên Chúa không dùng những kẻ mà tự mãn về mình. Thiên Chúa thường dùng những kẻ yếu thế, những kẻ mà mọi người coi thường để làm những việc vĩ đại. Trong lịch sử của nhân loại nó rất là lạ. Sau khi cái người đó chết rồi, mọi người mới đọc lại là những con người tai to mặt lớn khi còn sống, chết không ai nhớ đến. Nhưng mà những con người khi còn sống mà lại rất âm thầm, lại khiêm tốn, khi họ chết thì mọi người lại nhớ. Chúng ta nhớ cái chỗ này nhỉ? Lạ vậy đó, lạ vậy đó. Do đó chúng ta khi mà chúng ta còn sống thế này, chúng ta đừng tìm cho nổi nang, chúng ta đừng tìm cho mình được coi là có cái chỗ địa vị này, chỗ địa vị kia, hay cho người ta chú ý đến mình. Chết, chết chìm luôn. Lạ vậy đó. Còn những người cứ âm thầm, mà trong lịch sử rất là nhiều các thánh đều cả vậy. Khi còn sống chả ai để ý đến, nhưng mà đến khi chết thì bắt đầu mới thấy hương hoa. Thánh Teresa hài đầu Giê-xu là một khuôn mặt rõ ràng đó. 24 tuổi khi còn sống chả ai nói gì, đến khi chết bắt đầu hương hoa nó nở ra. Như vậy Thiên Chúa hay dùng những người khiêm tốn, những người nhỏ mọn, những người bé mọn, những người mà gọi thế gian không coi ra gì, thì lại dùng những con người đó làm những việc vĩ đại. Đó là khuôn mặt thứ nhất của vua David. Khuôn mặt thứ hai, David là một con người rất quảng đại, rất quảng đại, và luôn luôn rộng mở tha thứ cho tất cả những người khác, đặc biệt là những người gọi là làm ơn, làm oán cho mình. Đó là khuôn mặt của Sao-lê. Sao-lê một kẻ gọi là phản bội, là một con người là độc ác đó. Thì nhiều lần David, nếu mà về phương diện con người là, thì David có quyền trả đũa, bởi vì Sao-lê đã dùng lao mà phóng lao mà chính gọi là ghim con người của David vào tường, nhưng mà David đã né được. Rồi sau đó anh chị em biết là lúc bây giờ Sao-lê khi mà đi ra trận đó, thì Sao-lê có việc cần đây chính là đi việc cần đại tiện á, thì Sao-lê vào trong một cái hang, thì lúc bây giờ vua David đang nấp ở trong cái hang đó, bởi vì vua Sao-lê đang đi truy nã, thì chính lúc ở trong cái hang đó, Sao-lê ở cái để đó, thì Sao-lê thì ông vua David ông đang ở trong hang đó, thì những người đi theo ông bảo đây là chúng lúc thời điểm đã đến, Thiên Chúa trao cho David kẻ thù đây. Và chỉ trong hang chỉ có vua, chỉ có nhà vua với David, và những người mà đi theo vua David có thể hạ gục và Sao-lê ở ngay trong hang. Nhưng mà cuối cùng thì vua David không làm thế. Vua David chỉ lấy cái bình nước và lấy cái giáo ở cái đầu của vua ra, của vua Sao-lê thôi. Rồi vua Sao-lê đi ra thì là mất cái đó. Vua David bảo hãy quay trở lại xem, đây là bằng chứng là ở trong hang. Nếu trường hợp tôi hạ gục nhà vua thì là tôi đã giết nhà vua rồi, nhưng mà tôi tha cho nhà vua. Thế là vua Sao-lê mới thấy hối hận về cái chuyện này, là trong tầm tay mà nó không có giết mình. Đó là một lòng quảng đại tha thứ rất là lớn. Chúng ta lưu ý thế này, là khi chúng ta cứ quảng đại tha thứ cho những kẻ làm khổ mình thì có hai cái mối lợi nhau. Cái điều thứ nhất là chúng ta phải cố gắng vượt qua cái con người của chúng ta. Bình thường là quyền tự vệ. Khi mà người ta làm khổ mình thì mình tự vệ, mình chống lại kẻ làm khổ mình, đó là chuyện bình thường, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà mình làm phúc cho cái người mà làm khổ mình thì có hai cái mối lợi. Mối lợi thứ nhất là thế này, là phần thưởng lớn dành cho người tha cho kẻ làm khổ mình luôn luôn hạnh phúc và bình an sâu thẳm trong tâm hồn mà không có ai cho được. Chúng ta lưu ý cái đó nhau, một cái điều rất là lạ. Tôi cũng có chút kinh nghiệm đó. Tôi không có luôn luôn có kinh nghiệm đó, nhưng mà tôi có chút kinh nghiệm đó. Khi người ta làm khổ mình, người ta hại mình,
mà mình tha cho người ta thì có một cái niềm vui nó sâu trong lòng lắm, mà phải nói là không có cái gì tả được, không có cái gì tả được, mà không có tiền nào mua được. Đúng thật là chỉ có cái niềm vui và hạnh phúc của Chúa cho thì mới cảm nghiệm được cái điều đó. Đấy, cái mối lợi thứ nhất thiên hạ không cho chúng ta được, khi chúng ta không trả thù kẻ khác và chúng ta tha thứ cho người ta. Khó nhưng mà cái niềm vui rất là lớn, mà sâu thẳm lắm, không tả được. Cái chuyện thứ hai là khi chúng ta mà không trả thù, báo thù kẻ làm khổ mình đó, thì chúng ta chinh phục cái người làm khổ mình. Chúng ta chinh phục, chúng ta hoán cải họ hơn là chúng ta nói. Hành động của chúng ta có giá trị lớn hơn là điều chúng ta nói. Sau Lê khi mà được vua David tha đó, sau Lê ăn năn hối hận vô cùng. Do đó chúng ta lưu ý, hành động của chúng ta có khả năng hoán cải con người hơn là lời chúng ta nói. Chúng ta nói có thể thuyết phục, làm mềm lòng con người, nhưng không có khả năng chinh phục lòng người. Đấy, chúng ta nhớ hai cái yếu tố này mà vua David để lại cho chúng ta. Đấy là đặc tính thứ hai, lòng quảng đại. Đặc tính thứ ba của vua David là cái gì? Luôn luôn một cách rất phục thiện nhận tội mình đã phạm, không bao giờ chối tội. David không bao giờ chối tội. Tội mình nhận, không có quanh co, không có dối trá. Bao nhiêu lần David phạm tội thì bấy nhiêu lần David thống hối trước tôn nhan Chúa. David phạm tội với bà Bê-sa-bê, David thống hối vì cái tội này. David đã đi kiểm tra dân số chống lại Thiên Chúa, David thống hối về tội mình. David đã coi như là tự mãn về mình rồi chống lại ý định của Thiên Chúa, David thống hối về mình. Con người của David là một con người khiêm tốn, nhận biết đầy mình đầy có những yếu đuối để Thiên Chúa tha thứ cho. Và khi con người biết thống hối, Thiên Chúa dùng những con người đó để làm những việc lớn của Ngài. Đấy là yếu tố thứ hai. Chúng ta có một cái tật xấu là chúng ta hay chối tội. Chúng ta có cái tật xấu đó, chúng ta hay cứ quanh co. Và một trong những cái chuyện mà đất nước xã hội của chủ nghĩa này, cộng sản này, tôi dám nói mạnh như vậy, mà nó gieo rắc ở trong cái đất nước này, tai hại trong đất nước này, là sự dối trá, cứ lừa dối người ta. Tôi dám mạnh nói trong đất nước cộng sản này là như vậy đó. Một trong những điều khổ nhất là bây giờ huấn luyện, vì nó ăn gian nói dối từ bé cho đến lớn rồi. Thành thử ra cứ ăn anh nói dối không, toàn nói dối không. Cứ nói dối được là được. Đi họp, đi hội, các thứ, cứ nói cho bằng được. Cuối cùng, anh chị em thấy, đấy, lúc nào cũng đảng sáng suốt, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, sai bét bè bè hết tất cả, quá trời qua đất, cứ nhồi sọ người ta, lúc nào cũng tin tưởng sáng suốt, sáng cái con khỉ, sáng đâu mà sáng, tối om mà. Cuối cùng ra cứ làm tùm lum tất cả, bây giờ toàn những cái thằng mà tự mãn về mình, vươn vỗ ngực mình là sáng suốt với dân gì dẫn dứt, mà bây giờ toàn là bây giờ vào tù hết ráo, náo nạo, ăn gian nói dối, quá trời quá đất. Cái khổ trong cuộc cộng sản là cứ ăn gian nói dối từ bé cho đến lớn vậy. Khổ quá là khổ. Bây giờ các con đi từ bé sinh ra, đi học từ mẫu giáo cho đến từ bé bé, cứ toàn là ăn gian nói dối vậy. Bây giờ các con đi tu vào trong nhà dòng, vào trong chủng viện, một trong những cái khổ là bây giờ cứ phải tập lại. Khổ nhất là cái chuyện ăn gian nói dối, cứ toàn nói cho bằng được, cứ lừa người ta nữa. Cứ nói làm sao cho người ta nghe mùi tai, nhưng mà rồi lại làm khác, cứ nó một đường làm một nẻo, chả còn ai tin gì nữa cả. Thầy có nói đúng không? Ai tin thầy nói đúng như vậy giơ tay thầy xem nào. Thầy không có sợ đâu, đem lên YouTube cho người ta nghe, nghe chưa? Toàn ăn gian nói dối thôi, thế thì có ra làm sao? Do đó chúng ta nhớ hỏi, dám nói mạnh nữa, ăn gian nói dối, lừa dối người ta, hỏi nguồn gốc từ đâu mà ra,
bởi ma quỷ mà ra nhé. Ma quỷ là kẻ lừa dối. Các bạn nhớ điều này, trong Kinh Thánh á, Satan là không phải là tên riêng đâu. Lucifer không phải là tên riêng đâu nhé. Nhớ nhé, Satan là tên chung. Lucifer là tên chung. Mà tên chung Satan là cái tiếng Do Thái, Lucifer là cái tiếng Hy Lạp. Việt Nam là ma quỷ, nhưng mà dịch ra là cái gì? Satan, Lucifer hay ma quỷ, bản chất của nó dịch có nghĩa là gì? Là tên nói dối. Là tên nói dối thôi, có nghĩa là vậy thôi, là tên nói dối, tên lừa dối. Bản chất của cái thằng Satan, bản chất thằng Lucifer là tên nói dối, tên lừa dối, có vậy thôi. Chúng ta lưu ý nhau. Do đó Satan không phải khi Chúa Giêsu, khi mà ông Phêrô, ông ấy khi lúc bây giờ là ông thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, đến lúc Chúa bảo à này con người sẽ phải chịu đau khổ, ông bảo à không được, không được, không được, không được, thầy không thể được, thế làm sao mà chết được. Các em, các trò có biết Chúa Giêsu quay lại nói với Phêrô sao không? Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu có phải đặt tên cho Phêrô là Satan không? Có phải vậy không? Không phải đâu nhé. Các trò mà nói vậy là sai nhé. Chúa Giêsu tên của ông là Phêrô, bây giờ đổi tên cho ông là Satan là sai bét bè bè đấy. Không. Chúa Giêsu nói Satan nghĩa là gì? Này con Phêrô, con bị coi là cái tư tưởng cám dỗ của Satan nó trong con đó. Và Chúa mắng là cái ý tưởng của Satan nó trong đầu mình. Vì đó là tên lừa dối. Tên đó nó làm cho chúng ta đi theo cái ý của nó, thế nó là Satan thôi. Chúng ta lưu ý cái cho đó nhé, chứ chúng ta không phải là Chúa đặt tên mới cho Phêrô là Satan đâu nhé. Hay Chúa mắng Phêrô là Satan, thì thầy nói như thế này cho dễ hiểu. Đây là cái kiểu nói là cái tinh thần, cái tư tưởng của con như vậy cũng được. Các trò có biết không, ngày xưa bây giờ thầy nghĩ chắc là bớt rồi, thầy hồi còn bé đó, bà ngoại á, đứa trẻ nào nghịch bà ngoại gọi quần dữ, quần dữ, quần dữ. Có biết quần dữ là cái gì không? Các con nghe tiếng này bao giờ chưa? Quần dữ là bởi vì cái đứa nghịch thì đặt tên cho là quần dữ. Quần dữ là ở trong cái biến cố của Chúa Giêsu, một cuộc khổ nạn đó, thì những người Do Thái mà cầm gậy cầm giáo đi bắt Chúa Giêsu thì từ ngày từ xưa tiếng cổ gọi là quần dữ. Quân dữ đi bắt Đức Chúa Giêsu. Có biết hiểu không con? Có nghe tiếng này chờ chưa? Ai nghe là quân dữ là những thằng lính nó chuyên môn đi bắt Đức Chúa Giêsu thì gọi là quân dữ. Ai nghe rồi giơ tay thầy xem nào. Ơ sao nghe hết sao mà thầy hỏi mà lại không biết. Ngày xưa người ta lại là quân dữ, có khi gọi là quân du rêu. Du rêu là gì biết không? Du rêu. Hôm nay lại không có bảng, chán cái ông ấy ghê đấy. Bảng đâu rồi? Có lúc có bảng, lúc không có bảng vậy. Ông Thịnh nhanh nhẹn lắm, nhưng mà có phấn không? Ông chủ tịch ơi, trong nhà mình có phấn không? Không có phấn thì cũng như không. Trong mai mình, mai phải mua một cái hộp phấn để trong cái chỗ tủ, tủ micro kia kìa, để mình biên này. Du rêu á, là ngày xưa người ta không có biết là dịch Do Thái, mà người ta gọi là du rêu. Du rêu, rêu, du rêu là Juda, Jude là người Do Thái, người Judea là người Do Thái. Không biết dịch làm sao, dịch là quân du rêu đó. Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Rêu. Có biết Chúa Rêu là cái gì không? Biết Chúa Rêu không con? Có biết Chúa Rêu không? Rêu, sao lại Chúa, Chúa Rêu? Thế chả biết cho mấy con. Có cô Ái kìa, cô Ái chuyên môn là hát mười cái gì, hát than cái gì, mười cái gì, cái gì mà tuần thánh đây. Ngắm thằng đá à? Ngày xưa cô Ái có hát cái dân hoa không? Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Giêsu, chúng con trông cậy nên bà, xin bà. Cái chúng con có nghe cái này bao giờ chưa? À, dân hoa, ngày xưa dân hoa đó. Hoa đỏ, hoa xanh,
hoa trắng y. Ngày xưa ngũ sắc cái là hì 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 không à, hoa trắng y. Hôm nào cô ấy ngắm người cái ra nhá, hì không à. Còn bây giờ dân hoa cái kiểu mới là bây giờ mấy hát mấy bài nước mẹ múa, chứ còn ngày xưa thời thầy đó, thầy dân hoa nhá, còn bé ở xứ Thái Bình thầy được tuyển là chú dân hoa, hồi đó còn dùng dân hoa đấy, cái toàn lạy ơn nước mẹ chúa rêu hoa trắng y, hoa đói. Ngày xưa là nhỏi lắm, hồi còn bé là nghe nhỏi này. Có ở đây có Hải Đường kìa, là bạn học đấy. Có cái cô tên là cô Thu Hương, là em gái của Đức Cha Khảm, ngày xưa cũng học với nhau đấy. Biết hồi xưa học với nhau mà học trung học đó, lớp 10, lớp 11, 12 đó. Thầy dẻo lắm nghe chưa? Thầy hồi đó thầy bé, thầy dẻo lắm. Thế là được tuyển chọn vào ban dân hoa, Thế đi học, học đến lớp 10, lớp 11, 12. Con gái Hải Đường, cái đám Thu Hương nó còn gọi là thím thủ không à. Nó toàn gọi là thím thủ không à. Toàn chơi con gái không, có chơi con trai đâu. Nhà thì có mấy chị toàn là chơi con gái, chơi các chị quen này, toàn chơi con gái không. Mà sao mày đi tu lạ thế chứ. Bà Sơ ngày xưa bà tuyển dân hoa đấy, thằng bé ngoan dân hoa, hoa đói. Đây này, nghe này, quân du rêu. Đã phải quân du rêu thì nó dịch ra từ cái chữ gì gì? Du đê a, mà ngày xưa du deus. Đấy, đây. Thì người ta không biết dịch làm sao, đây là tiếng Latin. Còn lại ơn Đức Mẹ Chúa, phải nói là Chúa. Chúa rêu thì rêu này nó họ chưa biết dịch. Họ biết chưa biết dịch làm sao? Thì nó là do cái tiếng Latin là Deus. Deus là Thiên Chúa. Đó, Thiên Chúa. Tiếng Pháp là Dieu. Tiếng Anh là God. Đó, thì tiếng Latin là Deus. Nhưng mà lúc bấy giờ họ chưa có biết dịch làm sao. Họ đọc là Chúa Rêu. Thì nếu mà chúng ta dịch ra hiện nay cho Rêu là lạy ơn Đức Mẹ Chúa. Đó, Mẹ Chúa là Đức Mẹ của Thiên Chúa, là Chúa là Thiên Chúa. Đều này là mẹ, lại ơn Đức Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Mà dịch cho nó đúng ra Mẹ của Thiên Chúa. Chúa Rêu thì đằng Rêu là Deus, thì là họ dịch là Chúa Rêu. Họ dịch là vậy đó. Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Rêu thì đáng này, lạy ơn Mẹ Thiên Chúa Mẹ Thiên Chúa đó, là như vậy đó. Nhưng bây giờ họ chưa biết dịch là Thiên Chúa, họ dịch là Rêu nhá. Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Rêu là Chúa, là Thiên Chúa, Mẹ của Thiên Chúa, là như vậy đó. Thế thì bây giờ ta quay trở lại này, ta quay trở lại về cái bài của chúng ta đó, là chính khi mà người ta thống hối, mà người ta biết tội mình, thì Thiên Chúa biến đổi, thay đổi lòng người và làm cho họ trở nên một cái con người mới để thực hiện ý của Thiên Chúa. Đây đặc tính thứ ba của David nha. Đặc tính thứ tư của David, tôi nhắc lại là đặc tính thứ nhất của David là một con người có thể nói khiêm tốn, Chúa dùng. Đặc tính thứ hai của David là con người quảng đại tha thứ. Đặc tính thứ ba của vua David, nó là một con người thống hối về các tội mình đã phạm và biết luôn luôn thống hối để Chúa dùng mình. Đặc tính thứ tư của vua David là một con người có óc tổ chức, rất óc tổ chức. Chúng ta lưu ý thế này. Vậy gọi là óc tổ chức nghĩa là gì? Một người lãnh đạo có óc tổ chức không có nghĩa là người đó làm hết mọi việc. Chúng ta nhớ nha. Người lãnh đạo có óc tổ chức có nghĩa là không có nghĩa là người đó làm hết mọi việc, nhưng mà là người phải biết tổ chức sắp xếp công việc cho mọi người nối kết vào với nhau hài hòa, ráp vào với nhau để cho mọi công việc tốt đẹp. Như vậy cái người có óc tổ chức là người biết làm sao nối kết hiệp nhất để mọi người cùng làm. Mình cũng làm nhưng mình không làm trực tiếp, nhưng mình biết nối kết làm sao cho mọi người cùng làm.
Chúng ta lưu ý cái chỗ đó. Vậy thì chúng ta lưu ý tất cả những người được trao trách nhiệm. Trách nhiệm này, trách nhiệm kia, làm cha xứ, làm trưởng gia đình, tổ trưởng, rồi làm cái gì chăng nữa, là chúng ta được trao trách nhiệm là chúng ta phải biết cách tổ chức. David có một cái tổ chức là David biết quy tụ lúc bây giờ 12 chi tộc, mỗi người một kiểu, thì bây giờ David quy tụ lại thành năm một khối, và sức mạnh là biết quy tụ lại để cùng nhau tổ chức. Và chúng ta biết là thế này, là David có khả năng chinh phục là bởi vì David nối kết lại tất cả anh em để mà David làm cho đất nước Do Thái nó hùng mạnh. Người ta nói thế này, thầy mới đọc lại lịch sử Việt Nam, gọi là đất phương Nam. Cái từ ngữ đó, nhà nước này nó gọi vậy đó, đất phương Nam mở mang, nước Việt Nam mở mang bờ cõi về phương Nam. Phương Nam là cái gì? Là về phía, ngày xưa nước Việt Nam của chúng ta chỉ đến Quảng Nam thôi. Dần dần chúng ta mở rộng về phía Nam này, dần dần Chiêm Thành, rồi là Chân Lạp, rồi là các nước mở xuống về đất Sài Gòn của chúng ta hiện nay không thuộc về chúng ta cách đây 300 năm, mà thuộc về đất nước khác. Người đầu tiên người ta gọi là Phù Nam, rồi sau đó là đến Chân Lạp, rồi đến người Campuchia ở nhiều lắm. Nhưng cách đây 300 năm chúng ta mạnh mà chúng ta có khả năng chinh phục. Người ta gọi dùng từ là, bây giờ nói như thế này, dùng từ thôn tính đó, thì là nó có vẻ là nó mang cái tính cách gọi là tham lam. Nhưng mà trong lịch sử của nhân loại đó, về vấn đề biên cương, về lãnh thổ của các quốc gia đó, nó xây dịch nhau lắm. Và nó không luôn luôn lúc nào nó có như vậy. Các bạn có nhớ không, hiện nay Campuchia là một nước nhỏ, nhưng trước đây là người ta gọi đế quốc Khmer. Mà Angkor Wat có nghe nói không? Ai nghe nói Angkor Wat, nghe cho cha xem nào. Ai nghe? Các con bé có nghe Angkor Wat không? Có nghe không? Anh nghe cho tay cha xem để cha nói này. Angkor Wat. Bây giờ hôm nào cha xứ An Nhơn tổ chức một chuyến đi du lịch Angkor Wat nhá. Ai đồng ý cho tay xe nào? Rồi, đi tất cả miễn phí hết, thuê một chuyến máy bay thẳng đi sang bên đó luôn. Đếm cho đủ 300 người đi một chuyến bay miễn phí hết luôn nhá. Em thuê một chuyến máy bay rõ ràng luôn, nhớ chưa, kiếm đủ 300 người, thuê một chuyến máy bay vừa đi vừa về, khứ hồi luôn, không phải cái gì hết cả, máy bay đáp thẳng xuống xuống cái phi trường An Nhơn đón đi một lần luôn nhá. Em hứa các bác là em có phi trường An Nhơn là em rước hết tất cả bằng người nơi đăng ký là em dẫn đi Angkor Wat. Tồn tại cả ngàn năm nay rồi. Thời đó là một đế quốc. Tất cả cái vùng gọi là như là Đông Nam Á này, Việt Nam hết ráo nạo này, cả Mã Lai, Indonesia, Thái Lan, ráo nạo hết tất cả, thuộc về đế quốc Khmer đó. Và cái văn nền văn minh của đế quốc Khmer, phải nói là cho đến giờ này người ta vẫn phải ngưỡng mộ nó, rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà tự dưng không biết, dần dần nó mai một, rồi nó chết chìm, nó không còn đế quốc nữa. Người ta, cái thằng á, hôm vừa rồi có biết Khiêu Samphon, có nghe cái Khiêu Samphon không? Chia là hai cái tay lãnh tụ hồi Pol Pot, Yen Seri. Bồi Pol Pot này, Pol Pot là chủ tịch, Yen Seri là bộ trưởng ngoại giao. Thầy hồi đó thầy đã khôn lớn rồi, tí nữa thầy gọi đi nghĩa vụ quân sự cái thời đó đấy. May mà nhà có mỗi đứa con trai, thế là nhà nước nó tha. Chứ còn nhà mà có em nữa là chết toi luôn đó. Năm 79 gọi, 79-80 gọi đi nghĩa vụ quân sự. Đang đánh nhau ở Campuchia đó, đang đánh nhau ở Campuchia mà đi sang đó là chết luôn. Chết luôn thì giờ làm sao mà đang đứng đây này. Hồi đó chết luôn này. Hồi đó nó gọi đi gọi là đi khám nghĩa vụ quân sự rồi đó. Thế mà cuối cùng là bà già có mỗi thằng con trai này, nó đi nó chết, nhà mất giống. Thế mà nó đi tù mất thôi. Thế. Hồi đó đó, trận đánh nhau của năm 1979 đó, đánh nhau ghê gớm lắm nhau. Đánh nhau quá trời quá đất ở bên Campuchia đánh thọc sang bên Việt Nam này, đánh tay
với tất cả cái vùng biên giới ở số phía Tây Ninh rồi dọc xuống dưới Kiên Giang đánh sang miền Bắc thì là Trung Quốc đánh xuống Lạng Sơn, tí nó chiếm luôn cả cái Hà Nội luôn đó. Đức cha dụ từ Lạng Sơn chạy về Bắc Ninh mới chịu sức giám mục được. Hồi đó chiến tranh ghê gớm, mà thầy có một điều lạ là cái chính phủ cộng sản này, cái cuộc chiến tranh biên giới 1979 Trung Quốc đánh miền Bắc ở bên mày Campuchia đánh sang mà im rít, giờ không thấy nói rằng gì. Các em đi học giáo lý, đi học lịch sử có thấy nói này không? Có nghe nói, ai nghe nói giơ tay thầy xem nào. Giấu tiệt. Thế có thấy nó gian dối chưa? Nó gian dối không? Cái gì mà không có lợi là giấu tiệt. Giấu tiệt. Thế có làm sao? Anh chị em đây ai nhớ cuộc chiến tranh biên giới 1979 giơ tay xem nào. Mấy con có biết đâu, nó bé nó trơ mắt nó nhìn nó có biết đâu. Đấy. Thế thì lúc bây giờ Khmer nó bảo rằng là đất Việt Nam đây, cầm Sài Gòn đây là đất của nó, đánh sang. Nên Pol Pot Yen Seri lúc bây giờ đánh sang để chiếm lại Việt Nam đó. Nhưng mà đâu có phải đâu. Thật ra là đế quốc Khmer đó, gọi là đế quốc Khmer ở đó, nhưng mà không đương nhiên đồng hóa với Campuchia hiện nay. Chúng ta lưu ý nha. Cũng chẳng hạn như đế quốc Roma, đế quốc có nghe nói đế quốc Roma không? Không đồng hóa với nước Ý hiện nay. Khác nhau lắm. Rất là khác nhau. Hôm vừa rồi đi họp hạt xóm mới, cái ông cha Hoàng Mai, ông mới đưa quân đi ngày thứ bảy vừa rồi đến hành hương ở giáo xứ An Nhơn này. Ông gọi điện thoại cho thầy, ông bảo thưa cha giáo, rồi đến khi mình nói ở trong giữa trong hạt, ông ấy im, ông không nói gì. Ông bảo thưa cha giáo, bây giờ con đưa sứ Hoàng Mai đến anh hành hương ở xứ An Nhơn. Vì ở An Nhơn thì có Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, thì đấy là quê hương của Thánh Lộc, thì giờ cha giáo sẽ nói về Thánh Lộc cho chúng con. Thế thầy nói luôn, họp hạt xóm mới đó, các cha trong hạt đó, cha sứ Hoàng Mai nói rằng là Thánh Phaolô Lê Văn Lộc ở xứ An Nhơn, nói ở xứ An Nhơn không đúng, phải nói là ở An Nhơn thì đúng. Là bởi vì thế này, Thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh vào cuối thế kỷ thứ 19 vào năm 1853, cách chúng ta hiện nay gần 200 năm, thì cái An Nhơn họ ghi ở trong đó đó, Thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh tại An Nhơn, thì không hề nói là tại giáo xứ An Nhơn, mà nhất là miền Nam thời đó không có giáo xứ, gọi là họ. Ví dụ chẳng hạn, họ, người miền Nam họ không gọi là giáo xứ, người miền Nam họ gọi là họ, họ Hạnh Thông Tây, họ Chợ Quán, họ Thủ Thiêm, họ Thủ Đức. Các em có hiểu thầy nói không? Người miền Nam họ không có tên giáo xứ, mà họ gọi là họ. Họ. Họ nọ họ kia. Ai nghe cái tiếng này rồi giơ tay thầy xem nào. Thầy nói về lịch sử để cho nắm vững. Người miền Nam không có tên giáo xứ, mà người Nam gọi là họ. Phải không Phương Anh? Gọi là họ. Đó. Cha xứ họ không gọi, gọi họ là cha sở. Người miền Nam gọi là cha sở. Cha xứ là người miền Bắc, giáo xứ là người miền Bắc. 1954 di cư miền Bắc vào thì nó mới có chữ tên là giáo xứ. Người miền Bắc mới gọi là giáo xứ, người miền Nam không gọi là giáo xứ, người miền Nam gọi là họ. Và cha xứ thì người miền Bắc, người Nam gọi là cha sở, người Bắc gọi là cha xứ. Bây giờ ở miền Trung thì một số gọi là cha quản xứ, thế rắc rối vậy chứ. Khi mỗi là người ông quản cha xứ, ông người quản xứ. Thôi thì muốn gì thì gì. Thế thì nghe đây này, hồi Thánh Lộc sinh ra không hề có chữ giáo xứ An Nhơn, mà cũng không thấy cái họ An Nhơn nữa. Thế thì cái lúc bây giờ khi mà sinh đó, thì người ta phải ghi nó cái tên. Thí dụ chẳng hạn như Thánh và Thánh Đê sinh ở Phúc Nhạc, thì cái Phúc Nhạc đó, nó vừa tên là tên xứ, vừa là tên của một cái xã. Thì cái An Nhơn hồi Thánh Lộc á, nó là tên của một địa danh, mà An Nhơn thời Thánh Lộc á, không phải đồng nghĩa với lại giáo xứ An Nhơn của chúng ta có một tí như chúng ta ghi như thế này. An Nhơn hồi đó nó bao trùm hết tất cả cái vùng xóm mới kia kìa. Vì hồi cái xóm mới các con xuống dưới kia nè, hiện nay giờ là Thái Bình, Hà Nội, Bắc Dũng kìa, bắt đầu mới có từ năm 1954. Trước 1954 đây ở dưới xóm mới hoàn toàn là ruộng hết.
Khi mà thầy sinh ra thì lúc bấy giờ ở xóm mới đã có rồi, các giáo xứ bắt đầu có rồi, 1962 thì có rồi. Nhưng mà lúc bấy giờ nó chưa có phường 12, 13 như thế này. Thì cái chỗ của thầy ở đó là ấp 1. Thì bây giờ khai sinh của thầy ghi thế này: bé Nguyễn Thế Thủ sinh ngày đó đó đó, ấp 1 An Nhơn xã. Thầy bây giờ sĩ khai sinh là An Nhơn xã nè. Giả dụ thầy được phong thánh, người ta cũng bảo là ông Thủ ở An Nhơn. Nhưng mà bây giờ thực ra bây giờ nó không phải là An Nhơn nữa, mà bây giờ địa chỉ cũng cái nhà thầy ở đó, bây giờ nó là phường 13, quận Gò Vấp. Đổi địa chỉ rồi, đổi khác rồi. Bây giờ 50 năm sau, bây giờ nói các con, các cháu bây giờ, ông sinh ở An Nhơn xã, nó lại tưởng là ông sinh ở cái chợ An Nhơn, cái thì bỏ mẹ rồi. Bởi vì nó chỉ biết An Nhơn là cái chợ An Nhơn kia thôi, còn cái chỗ nó đang ở đây là phường 13. Các con có hiểu cha nói không? Địa danh mới có 50 năm mà nó khác rồi. Thời Thánh Lộc cũng vậy. Thế thì mới nói là ông Thánh Lộc, ông sinh ở An Nhơn. Không khéo mà ông sinh ở An Nhơn, thì An Nhơn đó, hồi đó ông mới sinh ra An Nhơn, An Nhơn nó bao trùm hết sang cả ba thôn kia kìa. Nó ăn sang hết cả sang bên, không khéo Hóc Môn ấy, chắc ở cái góc nào ấy, chứ còn gì cái chỗ An Nhơn của em bây giờ ấy, chỗ này ấy, chả thấy dấu gì hết cả. Nếu mà ông Thánh Lộc ông mà sinh đây thì chắc cũng còn có cái nhà của ông vết vết ở chỗ nào. Người ta bảo đây cái nhà này, bây giờ hỏi dân An Nhơn, hỏi Thánh Lộc nhà chỗ nào, chả ma nào biết hết cả. Ai biết dấu vết nhà cha Thánh Lộc ở đâu, giơ tay em xem nào. Làm gì biết đâu. Vì ngày xưa em nói thật các bác, tất cả những người ngồi đây, em sinh ra và lớn lên ở cái vùng xóm mới này, ở bên này, ở đây đó, nếu mà nhà Thánh Lộc thì cũng phải có cái nhà, cái chòi thì cũng phải nhà Thánh Lộc ấy. Còn xóm mới ngày xưa toàn ruộng hết. Chả lẽ Thánh Lộc sinh ra ở ruộng à? Thế toàn ruộng hết. Toàn ruộng không. Em nói thật, chúng tôi cái dốc An Nhơn này, đi xã đi xuống toàn ruộng, với lại ở cái chỗ gì đó, cái ngã ba mà rẽ rẽ sang nhà bà Sáu cái gì đó, toàn là cây tre không à, tre không à. Ai ở đây có nhớ không? Ốc Vinh có nhớ tre không? Toàn dốc An Nhơn toàn tre không? Tre với gì á, tối đến sợ bỏ mẹ đi, đâu có dám về đường này, toàn đến về đường Thông Tây không? Tre với chiếc, chị sơ chuộng và sơ hương có nhớ không? Nhà mình ngày xưa khúc đó toàn tre không à? Tre với này chuối với gì không à? Thánh Lộc chả lẽ sinh ra bụi tre? Bây giờ muốn tìm nhà Thánh Lộc thì phải cách đây 200 năm xem có cái nhà nào nó nổi ở góc nào không thì mới tìm được cái dấu vết chứ. Mà bây giờ cho đến năm 1954 toàn thế ruộng không, thì bây giờ tìm nhà Thánh Lộc ở đâu? Em bảo về này, thôi ông Thánh Lộc sinh ở An Nhơn thì thôi em nhờ có cái chữ An Nhơn này em hụ hợ nó vào ông tí vậy thôi. Chứ còn bây giờ hỏi ông Thánh Lộc ông sinh ở An Nhơn ở cái chòi nào, em chịu chết. Em chịu chết đây. Các bác có đồng ý không nào? Em chịu chết. Em chả biết ông ấy sinh ở chỗ nào, nó cũng giống như em An Nhơn xã đây này. Thật sự hay sinh em An Nhơn xã đây này. Mà bây giờ các cháu bảo mấy đứa nhóc con cháu, cháu giờ nó bảo, ở ông sinh ở An Nhơn à? Ủa sao vậy? Con nghe thấy bà ngoại bảo, ông sinh ở Thái Bình chứ sao giờ ông lại sinh ở An Nhơn? Mẹ bố mày, hồi xưa, mà không thì nó là phường 13 chứ đâu phải An Nhơn. À, phường 13 mới có này. Việt Cộng nó đến 1975 mới có phường 13 chứ. Còn trước làm gì có phường 13 với phường 14 gì? Trước là ấp. Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4. Thế chứ. Rắc rối vậy chưa? Thành thử ra, đáng cái gì mà ra cái vậy ta? Ăn cổ phát. Thế bây giờ đang qua ăn cổ phát mà nó chạy ra tùm lum với cả vậy. Mà sao thầy kể cái gì các trò cũng nghe vui vẻ lắm. Mà không có thấy ai giơ tay thầy đi lạc đề bao giờ cả. Thế hay ghê, hình như các trò giống như túi không đáy, nói cái gì cũng cho bà được hết, tất cả vui vẻ lắm. Ăn cổ phát.
Bây giờ thầy đọc với vậy nè, đang nói vua David có óc tổ chức, thì người ta bảo về tại sao mà Việt Nam chỉ dưới triều Nguyễn chỉ có chưa đến 50 năm mà mở mang bờ cõi của đất nước Việt Nam lớn như vậy, gần như chinh phục hết, xóa luôn cả một nước Champa, Chiêm Thành, rồi ăn xuống cả chúng như này, hết rẻo hết. Người ta nói thế này là bởi vì Việt Nam đúng vào thời điểm đó đã có một óc, có một cái khâu tổ chức về là nhà nước rất chặt chẽ, từ phủ đến huyện, rồi đến xuống từ từ rất chặt chẽ. Và chính vì cái óc về cái sự tổ chức chặt chẽ như vậy mà Việt Nam mới lúc bây giờ trở thành là một sức mạnh đáng nể cho chung quanh, rất sức mạnh đáng nể cho chung quanh. Gọi là Chế Mân là một ông vua của Chiêm Thành, nhưng mà phải nể phục và cuối cùng phải dâng cho các triều Nguyễn các cái vùng lãnh thổ, là bởi vì thấy là óc tổ chức của người Việt Nam khá, phải nói là rất bài bản. Do đó thầy nói lại nè, một cái giáo xứ, một tổ chức mà nó phát triển là phải biết cách sắp xếp tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới thì nó mới có thể là phát triển được. Còn cứ gọi là lãnh đạo mà cứ mạnh mà đi làm mà chả biết tổ chức, biết sắp xếp nối kết với ai thì chúng ta không phát triển được nhé. Đặc tính thứ tư của vua David là óc tổ chức. Đặc tính thứ năm của vua David là vua David có một cái điều rất đặc biệt mà tôi ngồi coi. Cái đặc tính thứ năm này là đặc tính lớn nhất, là David luôn luôn tin tưởng phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Một nhà vua không tự mãn về mình, nhưng luôn luôn tin tưởng phó thác vào Chúa để Chúa dẫn dắt cho trong mọi nẻo đường đi. Nói cách khác, mặc dù là vua, nhưng đối với David, Thiên Chúa mới là vua thật. Tại sao vậy? Bởi vì gần như khi nói đến vua, người ta hay nghĩ đến cái quyền bính để mà có thể làm cái này làm cái kia. Chúng ta nhớ là trong cái thời quân chủ, ông vua có quyền sinh sát, ông phán mọi lời tất cả mọi người theo hết, dù đúng hay sai vua đã phán là phải theo, không theo là vua chém đầu. Cái chế độ quân chủ nó có độc tài nó như vậy đấy. Nhưng David có một cái điều này, mặc dù là quyền hành được trao cho trong tay, nhưng David vẫn luôn luôn suy phục Thiên Chúa và để Thiên Chúa dẫn dắt mình đi. Và nếu như vậy thì nó sẽ dẫn đến ba cái yếu tố này: một người lãnh đạo hay là người có quyền trong tay mà đặt mình dưới sự gọi là dẫn dắt của Chúa thì nó có ba yếu tố này. Yếu tố thứ nhất, không kiêu ngạo, cái gì cho mình đúng. Và tôi nói một trong những cái mà xấu nhất của cái chế độ này, cả chế độ cộng sản, bởi vì gạt Thiên Chúa đi, không tôn trọng Thiên Chúa, không có cần Thiên Chúa, phủ nhận Thiên Chúa là kiêu ngạo. Lúc nào cũng cho mình hay hết, tôn trọng sáng suốt, sai bét bè tất cả, cứ lúc nào cũng sáng suốt, nhồi sọ người ta tin mình là sáng suốt, mình làm sai quá trời sai. Bây giờ càng ngày chúng con biết, bây giờ là có internet, chúng con bây giờ không có nghe, chúng con không có nghe rả suốt cả ngày ấy. Phải tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chứ chúng con không nghe nữa. Hồi cha đi học suốt ngày cứ nghe vậy, Đường có nhớ không? Suốt ngày sáng suốt, tin tưởng tuyệt đối vào sự sáng suốt, tin tưởng tuyệt đối chứ không phải tin tưởng vừa vừa nhé, tin tưởng tuyệt đối, sai biết bè hết cả. Kiêu ngạo, khi không tin vào Thiên Chúa, tự mãn về mình, kiêu ngạo, mà càng kiêu ngạo thì càng thất bại, càng kiêu ngạo và càng thất bại. Đó, chúng ta lưu ý đến một cái yếu tố rất cơ bản. Thứ hai, khi mà David đặt mình trong sự thiên quan của Thiên Chúa, dẫn dắt của Thiên Chúa, thì David biết lắng nghe tiếng lương tâm, tiếng nói trong tâm hồn mình. Kẻ biết nghe tiếng nói trong tâm hồn của mình, Chúa nói trong tâm hồn của mình, dẫn dắt mình, thì người đó sẽ luôn luôn biết phục thiện. Điều này nó dẫn cho chúng ta là cái gì? Chúng ta nhiều khi làm cái này làm cái kia, nhưng mà tiếng lương tâm dạy cho chúng ta rằng không được phép làm cái điều đó, thì chúng ta đừng làm, chúng ta cứ làm càn đi. Nhiều khi cha nói các con nghe nè, nhiều khi cha nói thật đấy nhá, tiếng lương tâm bảo không được phép làm, nhưng mà mình thấy mình cứ làm,
Bởi vì không có luật nào khống chế mình cả. Mình làm sai, sai lắm, nhưng mà không có luật khống chế. Thành thử ra mình dù lương tâm không cho phép làm, nhưng mà mình cứ làm, ai bắt được mình. Lừa được ai thì lừa, bắt được thì chịu, không bắt được thì thôi, mặc dù lương tâm không cho phép. Có biết cái vụ bây giờ đang điều tra, đang ra đây này, hai ông tướng Vĩnh và ông tướng Thanh Hoa, có biết hai ông tướng đó không? Có đọc báo không? Dù cái gì các con chả biết đấy cả. Đang xét xử đây này, hai ông tướng này, ông tướng Vĩnh và ông tướng Thanh Hoa này, hai ông thiếu tướng, ông trung tướng này, Phan Xào Nam là đánh bạc cả ngàn tỷ, đánh bạc và đánh bạc ghê gớm lắm. Phan Xào Nam nó vừa mới khai xong thôi, nó hối lộ cho hai ông tướng lớn á, trung tướng, toàn là tướng trong bộ, trong là quân đội lớn không á, hối lộ cho hai ông 50 tỷ, hai ông 50 tỷ. Tiền đâu mà xoắn lắm thế em biết, hối lộ mà hối lộ không, chỉ có đưa tiền không, ăn không, 50 tỷ. Dân làm lòi con mắt ra, ngày kiếm 100 ngàn không ra, lòi 50 tỷ. Đến khi bắt ra, thì giờ nó mới khai, còn nếu mà không ai bắt được, chìm nhìm luôn. Hỏi nó đưa 50 tỷ như vậy, lương tâm nó có nói sai không? Sai chứ. Nhưng mà nó cứ làm, bởi vì không ai bắt được, thì em cứ làm. Đây chính là một trong những điều mà hiện nay khi người ta không đặt Chúa thì người ta cứ lừa dối ai được thì lừa. Đó, lừa dối ai được thì lừa dối. Điều thứ ba của vua David đó là cái gì? Vua David đặt Chúa hướng dẫn thì vua David biết lắng nghe người khác. David có một cái điều đặc biệt là biết lắng nghe anh em. Người lãnh đạo muốn thành công là phải biết lắng nghe những người xung quanh. Các con nhớ ghi cái đó nghe không? Cha rất ý thức về cái chuyện này, đặc biệt mình là cha xứ An Nhơn, làm cha xứ phải biết lắng nghe người ta. Đặc biệt là những người mình thấy họ quân bình, họ sáng suốt, họ không phải là những người mà châm chọc, họ có tâm với việc chung, họ có lòng với việc chung, họ góp ý cho mình, họ sáng suốt, họ góp ý cho mình. Phải nghe. Đừng có cố chấp, nhất là đừng có bao giờ tự nghĩ rằng mình có quyền thì muốn làm gì thì làm. Chết, thất bại luôn. Bất luận người đó là ai, người đó nhỏ hơn mình, người đó không có quyền bằng mình, họ nói đúng, mình phải nghe. Nhớ nhau, vì đây là cái nguyên tắc về lãnh đạo đó, nguyên tắc về lãnh đạo mà David là cái gương mẫu cho chúng ta. Bất luận đứa nhỏ cũng được, cháu mình vậy, gọi đáng mình là ông, là bố nó, mà nó nói đúng, mình thấy quân bình đúng, chính xác, phải nghe. Chứ không phải là mình cứ bảo, ngày xưa có một số người lớn thì không nghe, cứ bảo trứng khôn nên rận, có nghe tiếng này bao giờ không? Cứ trứng khôn rận, bịt miệng bố nó, bịt miệng nó, khủng bố nó, cái đó là không nên. Cái chuyện đó là ngày từ xưa môn đăng hộ đối, không được. Nhưng mà mình phải nghe. Nhưng phải nhớ thế này, lãnh đạo đó là nghe những người quân bình, họ nói có đầu có đuôi, phân tích trước sau phải trái cho mình nghe. Còn á, những cái người thầy dùi, thầy nói phá đám, thầy nói chia rẽ, nghe cái cách nói mà nó không có tính xây dựng cộng đoàn, cách nói nó không có tính là hiệp nhất, thì đừng có nghe. Lạy Chúa, tôi cứ ai bảo cũng nghe, được sửa lại, sang người sau lại nói khác, cứ suốt cả ngày như vậy thì không phải là 3 phải mà 7-8 phải thì không làm sao mà điều hành được. Do đó có những cái mà mình phải nghe, nhưng mà nghe một cách quân bình, rồi sau đó mình sắp xếp lại, trao đổi đàng hoàng tử tế. Đây là một trong những đặc tính của vua David. Và vua David chính vì thế mà vua đấy chinh phục được hết mọi người, từ người lớn đến người bé nhau. Đó là David. Đấy là ôn bài về David. Bây giờ sang bài mới, còn 10 phút nữa ôn bài mới. Bắt đầu sang bài mới. Thầy hay vậy lắm, thầy ôn bài nhiều khi gần hết giờ luôn. Mới ôn David không có 5 điểm. Sang bài mới. Sau khi mà vua David chết,
thì cái đứa con kế vị của vua David chính là Salomon. Hỏi Salomon là con ai? À, đấy như thế này. Chúng ta lưu ý là thế này nhé. Là có một số quốc gia, thí dụ chế độ quân chủ, thí dụ như là hiện nay như ở bên Vương quốc Anh, thì là cái đứa con đầu, bất luận nó là con trai con gái, thì khi mà bố là vua hoặc là mẹ là nữ hoàng chết hay là thoái vị, tức là trừ chức không làm nữa, thì cái đứa con đầu tiên sẽ lên thay thế. Thì nếu là con trai thì là vua, con gái là nữ hoàng. Thế cái bà hiện nay, nữ hoàng Elizabeth của nước Anh hiện nay, bà hơn 90 tuổi rồi. Con đầu lòng của bà ấy là hoàng tử Charles, gọi là thái tử Charles. Ông có năm nay 70+ tuổi rồi, mà cho đến giờ này bà không truyền ngôi thì chịu thôi, cứ ngồi đấy, bà không truyền cho chịu thôi. Nghĩa là bà cứ truyền cho, bà truyền ngôi cho thì mới lên làm vua, còn không thì thôi. Ông vua Rama 9 ở Thái Lan, ông có 2-3 đứa con. Ông truyền ngôi cho ông con thứ nhất, bây giờ lên vua, ông chết rồi, thì ngồi con thứ nhất lên làm vua, gọi là vua Rama thứ 10. Nhưng chúng ta lưu ý, vào thời xưa Cựu Ước thì đặc biệt là Sao Lê hay vua David không đương nhiên là con trưởng được truyền ngôi, mà nhà vua chọn bất cứ người nào trong những người con làm vua được cả nhé, chúng ta lưu ý nhé. Do đó bất cứ người nào, mà các vua thời xưa thì có nhiều vợ, chúng ta lưu ý có nhiều vợ, chế độ đa thê mà, nhiều vợ. Và luật này là luật hiện nay bây giờ một số quốc gia Hồi giáo họ vẫn chấp nhận như thế. Chẳng hạn như Ả Rập Xê Út hiện nay bây giờ, thì cái ông vua hiện nay ấy, là ông ấy ban đầu ông ấy chuẩn bị nghỉ, ông ấy truyền, ông ấy ra công bố là ông truyền ngôi cho cái ông hoàng tử đó, vì ông có mấy nhiều vợ cơ. Nhưng mà cái ông hoàng tử đó không biết làm sao, ông mới rút lại quyết định, ông chuốt phế cái hoàng tử đó, ông ấy đưa cái hoàng tử mới lên. Hoàng tử mới lên hiện nay bây giờ đang được đồng lòng ông ấy này. Nhưng mà người ta nói là coi chừng trước khi ông ấy chết hay là ông thoái vị, ông lại đổi ý cho mà xem. Tức là trước khi cuối cùng là ông chọn ai cuối cùng thì là ông chọn trong số nhiều người con của ông ấy. Vua David y như vậy. Vua David có nhiều vợ. Trong đó có một bà vợ mà cưới do phạm tội ngoại tình là bà vợ của Uria. Nhớ nào, có biết câu chuyện Uria không? Uria là ai? Các con ai nhớ câu chuyện Uria, giơ tay cho xem nào. Uria là một ông tướng. Và khi đó ông vua David này, ông hối loạn lắm nha. Ông ấy khi mà ông tướng lên làm vua rồi, ông sai ông tướng Uria ra trận ở nhà, bà vợ ở nhà. Thế thì tắm táp làm sao đó, ông đi trên sân thượng này, ông đi về, không biết con giữ gìn con mắt giữ gìn. Thế là trông thấy bà tắm, sinh phải lòng rồi. Thế là mời cái bà này sang đền. Hồi xưa vua mà, vua thế gọi bà này sang. Thế là ăn nằm với cái bà vợ của Uria. Bà ấy ăn nằm xong về, bà về, bà báo cho, bà báo cho vua, vui vua, vua đến tí ta tí tách với con có em bé rồi. Thế là nhà vua phải chết bỏ mẹ rồi. Bây giờ làm sao, mà trong khi chồng thì đang mặt trận, mà sao nó lại có em bé thì rắc rối rồi. Thế nhà vua mới gọi, cho gọi tướng về, Uria về, để phục rượu cho Uria uống rượu. Rượu vào thì lung tung, à, thế là rượu vào thì hy vọng là rượu vào thì sẽ về ở với bà vợ, rồi mai mốt thì xí xa xí xé, để bảo à cái đứa con đó của ông Uria. Nhưng mà khốn thay, cái ông Uria là ông tướng này gọi về phục rượu, ông không uống, ông không uống, không uống. Ông cứ ra nằm ở ngoài đường ấy, ra nằm ở cửa. Nhà vua bảo, ơ, ta gọi ngươi về, mày ta chiêu đãi ngươi mà sao ngươi không chịu uống rượu vậy? Thì ông Uria ông bảo, bao nhiêu lính còn đang mặt trận, nhà vua gọi con về, bây giờ đãi rượu con không uống. Con nằm ở ngoài cửa này này để chia sẻ, giống như những người quân lính. Nhà vua bảo, mẹ bố cái thằng này, ta cho nó uống rượu để nó về, nó nằm vợ với vợ nó, để mai mốt để có gì đổ thừa rằng là con của nó. Mà bây giờ nó không chịu về thì làm sao? Viết cái giấy, cho sai, đem ra cái mặt trận mà căng thẳng nhất, để rồi sau đó quân thù đến bỏ chạy,
để cho nó bị giết. Đã, nó bị giết. Thế là cuối cùng Uria ra cái mặt trận căng thẳng nhất. Uria bị tử trận ở đó. Thôi, thế là coi như là bà vợ bà này chết chồng, thì là ông vua David rước bà vợ về, tên là bà vợ là Bathsheba, rước về, chồng mày chết rồi, mày đưa về đây. Và như vậy cái đứa con trong bụng của mày đấy, bây giờ chồng mày chết thì không còn ai kiện cáo gì nữa, an tâm luôn. Như vậy là cái đứa con đó là đứa con của vua. Tiên tri Nathan, Chúa sai đến gặp ngay cái thằng cha David tào lao này đi. Rồi, thằng cha David tào lao. Tiên tri Nathan đến gặp vua David. Hỡi vua David, có câu chuyện này kể cho vua David. Có cái thằng cha giàu nhà giàu kia kìa, nó có khách đến nhà, nhà nó có một bầy chiên lừa, nó không bắt, nó đãi khách. Cái nhà bên cạnh kia có mỗi con, còn mỗi con chiên con, mỗi chiên con nó sang bắt mẹ con chiên con của người ta, nó giết vì nó đãi khách. Nhà vua xem, nhà thêm xem cái thằng đó nó tào lao. Nhà vua đập chân, đứa nào vậy, láo láo, nhà người ta có mỗi một con chiên mà nhà mình cả hàng bao nhiêu chiên lừa không lấy bắt giết, mà giờ bắt nhà người ta, thằng nào láo vậy, gọi nó ra đây ta xử tội nó. Tiên tri Nathan, thằng đó là ông ấy, ông một bầy vợ như thế mà ông chưa đã sao mà ông đi cướp luôn cả vợ của Uria nhá. Thằng đó chính là ông, thằng đó chính là ông. David thống hối, lạy Chúa, con thống hối tội con đã phạm, con đã giết người. Ông phạm một lúc hai tội. Tội thứ nhất là tội ngoại tình. Tội thứ hai là tội xóa cái tội ngoại tình đó bằng cách giết người, mượn tay giặc giết người. Ông rất trọng tội. Và vì thế, cái đứa con này, ông ăn nằm với Bathsheba này, nó sẽ phải chết. Để ông không chuyển ngôi được. David đau khổ lắm, David thống hối, David nằm xuống đất này này, mặc áo cho, đổ trên đầu, nhịn đói, để xin Chúa thương tội con phạm, xin Chúa đừng giết thằng bé, xin Chúa đừng giết thằng bé, tội nghiệp nó, bởi vì nó vô tội. Cuối cùng thì nó cũng chết, nó cũng chết. Thế nhưng mà Chúa nói thế này, vì sự thống hối của ngươi thì nó chết, nhưng để cho ngươi thấy rằng là tất cả những gì ngươi tưởng là ngươi tính toán, Thiên Chúa không tính như ngươi được. Nó chết, nó sẽ được cứu, nhưng ngươi tính là nó sẽ kế vị, không, ta sẽ cho người đứa khác. Thế là thôi, thống hối, Chúa tha tội cho. Bây giờ Uria chết rồi, thôi thì bây giờ mặc dù là phạm tội với Bathsheba, trước đây là ngoại tình, thế thì bây giờ thôi, Uria chết rồi, thôi thì con thống hối, Chúa tha tội cho con, Chúa tha tội cho con. Thôi bây giờ Bathsheba, chồng em mất rồi, tội của anh đấy, thế em có tha tội không? Tha. Bây giờ em có bằng lòng về với anh không? Dạ bằng lòng. Thế con mẹ này nó cũng bằng lòng, thế là nó về với nhà vua, về nhà vua. Thế nó về, Bathsheba nó về là thành vợ lẽ, thành vì vợ lẽ. Chúa cho hai người lại nằm ăn nằm với nhau. Thế để sinh ra ai? Sinh ra Salomon, chính là đứa con thứ hai của bà Bathsheba này. Và Salomon, vua David cuối cùng yêu thương Salomon, đứa con thứ hai này, và truyền ngôi cho Salomon. Chính vua David truyền ngôi Salomon, cả đứa con thứ hai này của bà Bathsheba đây. Có hiểu thầy nói không? Ai hiểu cứ giơ tay đến đây rồi giơ tay xem nào. Tuần tới học Kinh Thánh tiếp, giờ nghỉ. À, đến cái đoạn hay thì tạm ngưng. À. Bây giờ mừng thầy ngày nhà giáo, đứng lên đi. Thắp mừng thầy nhà giáo. Chúc tôi. Trong kính cha giáo, trước khi có vị đại diện lên chúc mừng cha giáo, chúng con xin có ý kiến như này. Xin tất cả các quý sơ, quý ông bà chị em, chúng ta có thể là đưa đề nghị sơ thoa sẽ là đại diện của toàn lớp của giáo lý của chúng ta không ạ? Xin nếu được xin cho một tràng pháo tay. Bây giờ nói nghe này, bác Vinh nói sơ thoa đại khái có nghĩa là lớp trưởng. Đây là cái lớp phục vụ Kinh Thánh thì phải có lớp trưởng. Bây giờ sơ thoa đang đứng sau lưng bác Vinh kia. Thế sơ thoa thì cũng muốn trước khi mà hỏi giới thiệu để có ai đồng ý thì vỗ tay. Sơ thoa là sơ dòng mến đánh giá khiết tâm, thuộc về cộng đoàn các sơ ở chỗ Mai Hương ngay đường Nguyễn Văn Lượng đây. Đó, thành thử ra sơ là một người cũng hiện nay bây giờ cùng với lại ban giáo lý, cùng với cha phó lo cho các em thiếu nhi. Thế đó, bây giờ bác Vinh hỏi sơ đó, đấy là sơ đó, sơ thoa đó, dòng mến đánh giá khiết tâm đó.
ở một cộng đoàn Mai Hương đó. Vậy ai đồng ý Sơn là lớp trưởng thì cho một tràng pháo tay, còn không đồng ý thì đề nghị người khác. Đấy, vỗ tràng pháo tay mạnh nữa đi, tí nữa đi đây, dỗ dài đây tí nữa. Rồi, đây, xin mời đấy. Sơ Thoa từ nay lên... sắp tới thì là sớp trưởng lo sắp đặt nhá, mà không đừng trốn học nhá, chịu khó đi học nhá. Vâng, trước hết thì con xin cảm ơn cha, cảm ơn bác chủ tịch, bác Vinh cùng tất cả quý sơ, quý ông bà, anh chị em đã tin tưởng con. Thì con cũng không biết mình có làm được không nữa, thì thôi cứ làm được đâu thì hay tới đấy ạ. Dạ, kính thưa cha giáo, ngày mai là ngày 20 tháng 11, trong tâm tình của những người học trò trong lớp phục vụ và kinh thánh, con xin thay lời cho quý sơ, quý ông bà, anh chị em, xin được, trước hết chúng con xin được cảm ơn Thầy vì Thầy đã hy sinh thời giờ, sức khỏe và trí tuệ để cho chúng con có những bài học về kinh thánh và phục vụ thật là bổ ích, giúp ích cho đời sống thiêng liêng của chúng con cũng như là đời sống thường ngày. Và kế tiếp thì chúng con cũng xin Chúa ban cho Thầy có nhiều sức khỏe hơn, Thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tươi vui, để rồi với những ơn Chúa ban, Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng con qua những cái buổi học thật là vui và thật là hữu ích, cả về đời sống thiêng liêng lẫn đời sống kinh thánh và phục vụ. Chúng con có một món quà nhỏ kính dâng lên Thầy, xin Thầy vui nhận. Khi Thầy viết bảng bụi phân rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc Thầy. Em yêu phút giây này Thầy, em tóc chưa bạc thêm vì bụi phân cho em bài học hay. Mai sau nó lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn. Rồi, xin cảm ơn. 2 phút thôi. Thứ nhất là bụi phấn, may quá có bác Thịnh, bác Bề ra hôm nay có phấn mà viết, chứ không thì mọi lần viết bằng bút dạ không mà. May quá. Em một, ngày xưa Thầy dạy em, mà giờ Thầy đang dạy bây giờ chứ đâu dạy ngày xưa đâu. Đấy, thành thử nói chuyện thời xưa, dạy hôm nay, Thầy dạy hôm nay. Thôi, xin cảm ơn. Vậy, xin chúc tất cả, ở đây cũng hầu hết cũng nhiều người lắm, có các sơ đây cũng là nhiều người cũng đang dạy, làm thầy, làm cô, ở trong các lớp, nhà trẻ, nhà trung, rồi giáo lý, giáo liệu, đủ hết tất cả mọi người. Ai cũng, chúng ta cũng góp phần vào huấn luyện và đào tạo con người. Khi mừng Thầy, có nghĩa là mừng cái người làm công tác giáo dục đó, thì Thầy vẫn luôn luôn, mặc dù làm cha xứ, nhưng mà cái ơn gọi của Thầy vẫn là thích dạy học. Nhờ dạy học thế mà nó trẻ trung nó đấy, không có dạy học là nó cứ già luôn. Thầy mới đi khám bệnh sức khỏe tổng quát đây này, mới khám bệnh thứ 6 vừa rồi, tất cả kết quả tổng quát xét nghiệm x-quang điện tâm đồ siêu âm tất hết từ trên dưới, bác sĩ đọc kết quả xong bảo về này, ở cái tầm tuổi của cha, tuổi U60 tức là gần 60, và tầm tuổi của cha, cả chục ngàn người mới được một người như cha, không có một tì vết nào và không thể kê một viên thuốc nào cho cha được. Cho Thầy một tràng pháo tay thật lớn. Chúc mừng không Thầy. Kê cho cha được một viên thuốc nào. Thế hỏi bây giờ không cho em viên thuốc bổ, cho em đi khám bác sĩ thì không phải có viên thuốc bảo. Chú cha, cha còn thuốc cây gì nữa, cha thế này mà uống thuốc gì nữa, xương sẩu các thứ mọi sự. Thế này, năm nay cha tuổi thế này, cha sống đến 100 tuổi là một cách ngon lành thôi. Cả đi tầm soát tế bào ung thư cũng không thấy gì hết. Tất hết. Hôm nay làm cho rất là kỹ. Tất cả mọi cái, cảm ơn Chúa. Thế bác sĩ bảo về, cha có cách nào mà hay vậy? Thế nói, em có 2 cách. Em ngày nào cũng tập thể thao, từ 45 phút đến tiếng hồ. Còn ăn uống, em toàn uống sữa không. Em chả ăn uống gì mấy. Em ít ăn lắm. Mà em ăn lúc nào em cũng ăn không có quá no, ăn cứ đói vậy thôi. Bác sĩ bảo, cha về phổ biến cho mọi người sống như cha đấy, thì là khỏe mạnh luôn. Vậy, nhớ nha, đừng có ăn quá no, đừng có ăn vì người ta cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tiếc của nhá. Cứ đồ ăn người ta cho, cứ từ từ ăn, ăn cũ không việc gì, cứ từ từ mà ăn. Thầy toàn ăn đồ cũ không ấy, mà Thầy khỏe mạnh đến như vậy đấy. Đấy, nhớ nha, cứ ăn đồ mà ăn cho đẫy vào, ăn đồ ngon với đồ thì toàn chất độc không đấy,
Đấy, mới đây ai muốn đọc cái kết quả xét nghiệm của thầy mới thứ sáu xong, thầy đưa xuống cho mà photo đem về xem nhá. Thôi tôi cho mỗi người một bộ về đọc xem sao mà sao thầy mà hay thế. 56 tuổi, gần 57 tuổi, U60. Mà đưa cho ông đọc, ông bảo chưa thấy bao nhiêu người mà đem đến mà thấy hay thế nên là. Đấy, thầy ăn uống, thầy ngủ nghỉ, thầy làm các thứ vậy. Thầy xin Chúa cho con sống, mình cứ ước ao sống 100 tuổi, chắc được rồi đó. Hy vọng đấy. Xin Chúa cho con sống 100 tuổi, nhưng mà đừng con đừng lẫn thôi. Để Chúa con lẫn thì hỏng hết tất cả, hỏng hết tất cả. Khỏe mạnh mà lẫn thì chết, chẳng dạy dỗ gì được. Nhớ, thằng Huấn nó có ai bảo Chúa tôi coi biểu đầy tình hình này là quần dài, quần trong, quần dài trong, quần ngắn bên ngoài thì chết đấy. Thì chết đấy, chứ sao. Thôi, đừng có rú chù cho cha xứ vậy nhá. Xin Chúa cho cha con cứ khỏe luôn. Rồi thầy lên thầy kể chuyện cho mà nghe. Kinh thánh, phụng vụ, một chuyện thời sự cũng nữa có. Thầy hay đọc lắm, cái này linh vào cái kia, linh vào cái nọ ấy. Đấy. Giải thích về thời sự tất cả mọi cái cho mà nghe. Có gì đâu mà lạ đâu. Nhiều khi con không có đọc tin tức, cha đọc chùm cho. Đấy, cha đọc cho ta bình luận cho mà nghe. Đấy, thích không? Đấy nhá. Rồi, đấy. Giờ chúc lành, xin Chúa chúc lành cho. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một đêm bình an. Cảm ơn tất cả mọi người.